Mọi người thấy không? Nó sẽ giúp thẩm thấu dưỡng chất vào cho làn da. Ơ kìa, lại là Hương Mai đây. Hôm nay Mai sẽ cùng mọi người đi tìm giải pháp cho dân văn phòng da thường xuyên bị thiếu ẩm, bong chóc, hay những người đang hoạt động ngoài trời da bị khô rát, mẩn đỏ, hoặc những người da hay đổ dầu và không thể sử dụng bất cứ loại serum nào. Đây rồi mọi người ơi, xịt khoáng nhà Kiung Lab đang được mệnh danh là nước thần làm mưa làm gió trên thị trường làm đẹp mọi người nhé. Em nó đã ở trong tay Mai đây rồi. Với những tình trạng da mà bị mẩn đỏ, khô rát, mọi người có thể sử dụng em này như một bước cấp ẩm tức thời, giúp làm dịu cho làn da, vì em này có thành phần chính là sodium DNA, chứa 95% tương thích với DNA của con người, giúp nuôi dưỡng các tế bào da bị tổn thương và giúp da được phục hồi nhanh chóng mọi người ạ. Mọi người ơi, ngoài ra trong em này còn có peptid giúp da săn chắc khỏe mạnh, berten giúp thúc đẩy tái tạo cấu trúc da, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn này và giữ nước cho da, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ da mọi người nhé. Ngoài ra những ai mà sợ bí da hay nặng da ấy mọi người ạ, thì mọi người cứ yên tâm, bởi vì trong xịt khoáng Kiung Lab có chứa herb complex 10, nó được chiết xuất từ 10 loại thảo dược, giúp da luôn được mịn màng này và không cảm thấy bị nặng hay bí da, duy trì độ ẩm cho làn da. Và tiếp theo, một thành phần giúp da không bị kích ứng mẩn đỏ, một thành phần cực kỳ quan trọng, đấy là parthenon mọi người nhé. Và bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người thấy độ phun sương của em này nhé. Mọi người thấy không? Nó sẽ giúp thẩm thấu dưỡng chất vào cho làn da, giúp dưỡng chất len lỏi vào làn da và duy trì độ ẩm cho da. Và cuối cùng mọi người ơi, hiện giờ thì Mai đang trang điểm nhẹ và Mai sẽ sử dụng nó như xịt khóa lớp make up mọi người nhé. Wow, xịt khoáng này thì có mùi thơm rất là nhẹ nhàng và rất là dễ chịu. Vậy thì mọi người ơi, với thời tiết đang giao mùa và rất nhiều người gặp phải tình trạng làn da bị thiếu ẩm, thì sản phẩm này là một sản phẩm rất đáng để đầu tư mọi người nhé. Sản phẩm này có bán tại các cửa hàng của Hương Mai Cosmetics, hoặc mọi người có thể ghé thăm để sử dụng miễn phí sản phẩm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích thì hãy để lại cho Mai một like và share hoặc subscribe kênh của Mai để theo dõi những video tiếp theo nhé.